Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh NVH Rùa Quy Vương. Tiếp tục clip thì hôm nay mình sẽ làm một thí nghiệm nhỏ, đó là thả ốc vào bể Coca, Mentos và Fanta. Các bạn cùng theo dõi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi chuẩn bị đồ và làm thí nghiệm nha. Các bạn cùng để ý và theo dõi mình nha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị Coca, Fanta và Mentos nhé. Các bạn cùng để ý và theo dõi nha. Xem nó phản ứng như thế nào và liệu ốc sên còn sống hay không nha. Các bạn cùng xem nha.
Sau một tiếng mình để và ngâm con ốc trong bể coca thì chúng ta bây giờ thử xem nó như thế nào. Cùng vớt ra nhé. Ta cùng vớt hết ra xem nó còn sống hay chết. Thì bây giờ chúng ta đổ hết nước đi để trong vòng tầm khoảng 30 phút hoặc một tiếng xem ốc nó còn sống hay không, xem nó còn bò được hay không nha các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng đợi xem như thế nào. Thì sau một tiếng bây giờ chúng ta thử xem ốc còn sống không nhá. Mình thấy chúng nó vẫn không bò hay gì, mình nghĩ là chết hay sao ấy. Mọi lần là mình thấy là để trong vòng 15 phút là nó bắt đầu nó bò. Bây giờ nó cứ để ngậm môi này, chắc là mình khả năng là chết. Thôi mình xin dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy clip này hay, nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào. Goodbye.